Clip quay nữ học viên và thầy giáo tình cảm trên sân pickleball gây xôn xao cõi mạng, nữ chính lên tiếng minh oan. Môn thể thao được quan tâm nhất lúc này chính là pickleball. Tuy nhiên, những ý kiến mà cư dân mạng dành cho bộ môn này lại không mấy tích cực. Sau hình ảnh cô gái mặc trang phục hở bạo lên sân thì mới đây, khoảnh khắc cặp đôi đang hướng dẫn nhau chơi pickleball cũng viral trên mạng xã hội. Trong clip, người đàn ông đang chỉ cho người phụ nữ cách đưa vợt pickleball lên, không ngại đặt tay lên phần eo cô. Khoảnh khắc này được nhiều fanpage cộng đồng đăng tải với caption ỡm ờ: "Dạo này vợ cứ bảo cuối tuần cho em đi tập pickleball cho khỏe người". Cũng chính lý do này mà cư dân mạng đã để lại bình luận khó nghe. Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng lại nhanh chóng cho rằng đây là hình ảnh của một nữ học viên với thầy giáo dạy pickleball. Trước sự suy diễn tiêu cực này, nhân vật chính trong clip đã lên tiếng ở ngay phần bình luận phía dưới bài đăng. Đó là Đào Thùy Dương, nickname là Bóng Pi, và chồng. Cô đang làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, có 112k người theo dõi trên Facebook và con số này ở TikTok là 386k người. Thùy Dương cho biết tình huống này chỉ là hai vợ chồng đang tập chơi pickleball nên cô mong mọi người đừng phán xét khi chưa biết thực hư thế nào. "Ôi, vợ chồng tôi còn được bê lên tận đây nữa cơ đấy, các bác cần ảnh rõ nét hơn không ạ? Mấy kiểu này nhòe thế". Ngoài ra, Thùy Dương cũng tự đăng lại clip đang được lan truyền và giải thích hài hước: "Vâng, người ấy là em, bình thường cà khịa nhau suốt ngày, không ai biết, tình cảm một xíu cả, cõi mạng hay. Đã tạ bác nào đã quay hộ vợ chồng em đoạn video tình thân mến thương này. Đoạn này là chồng em chỉ mãi, em vẫn tập sai nên mới phải uống nắng. Thiếu mỗi nước gõ vào đầu em vì quá cáu thôi đấy. Thế mà lên phim nó nên thơ thế cơ chứ". Chồng của Thùy Dương cũng nhanh chóng đính chính thông tin trên trang cá nhân. Anh khẳng định mình chỉ dạy tennis, nếu có dạy pickleball thì cũng chỉ là một học viên duy nhất là vợ của mình. Trong thực tế, đây không phải là lần đầu tiên thông tin chưa được xác thực bị lan truyền, khiến netizen phải quay xe. Vì vậy, việc kiểm chứng thông tin trước những tin đồn tiêu cực lan truyền là hết sức cần thiết. Đừng vì những cái like, share, chấm hóng, hăng say trên mạng ảo mà đẩy những điều không có thật đi quá xa, tác động xấu đến đời thực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.